Dạ vâng, xin chào bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Mỹ Nhật Bãi nhé. Tiếp tục hôm nay bên em có lên video review và báo giá trực tiếp cho bà con một cái lô máy sấy cào cào sấy nhảy đa chức năng bà con nhé. Công suất từ 2 ngựa 7, 3 ngựa, 4 ngựa, 4 ngựa 2 bà con nhé. Đấy, các cái dòng máy công suất là trọng lượng nhẹ, trọng lượng nặng cũng có. Và đặc biệt là sới sâu, đất cứng, đất thịt là ok hết bà con nhé. Hôm nay thì em chỉ có lên video và báo giá trực tiếp cho bà con từng con máy, đánh số báo giá trực tiếp cho bà con nhé. Các cái dòng máy đời cao của Zangma, Mitsu và Kubota đó, thì các cái dòng máy sới nhảy trọng lượng nhẹ này, đúng chưa, rồi lại trọng lượng đầm hơn, bà con có thể dùng sới đất thịt, đất cứng nhá, đó, sỏi đá, đất pha cát đều là ok hết, rồi là có thể chỉnh rộng hẹp đao vào của các dàn phay đó, rồi là các dòng Kubota này, Zangma đời cao, máy xéo UHP nhá, có thể kéo cày trâu cày lật đó. Và các cái dòng máy Kubota đây, nó thì từ 3 ngựa 2 ngựa 7 cho tới 4 ngựa 2. Thì hôm nay em sẽ báo giá trực tiếp luôn. Các cái phụ kiện kèm theo đó là phụ kiện là em chỉ minh họa thôi nhá. Nó tính năng chính của các cái dòng máy này thì nó có thể là làm sấy nhảy sấy cào cào này. Có thể là gắn lưỡi cày chia luống, vun luống, tách hàng nhá. Là lên luống, vén luống á. Đó, rất là ok. Lưỡi chia đốm này đúng không ạ? Ngay sau dàn phay luôn, cực kỳ hiệu quả. Rồi là có thể là làm kéo cày trâu cày lật đây bà con nhìn thấy, lưỡi cày trâu cày lật nhá. Đó, rồi là gắn bánh lồng bừa, ruộng nước, ruộng thụt này. Bà con mua bất kỳ một con máy nào, bên em sẽ các cái dòng máy nhỏ thì sẽ không có bánh lái đâu nhá, không có bánh hơi, bánh đi. Còn mày các cái dòng máy tầm trung lớn đổ lên cốt lục giác này thì bên em sẽ khuyến mãi cho bà con có bánh hơi đi đường nhá. Rồi, cũng không để bà con chờ đợi lâu. Bên em sẽ đánh số báo giá trực tiếp và quay chi tiết từng con máy cho bà con nhá. Địa chỉ tại cửa hàng là Nam Bình, trục mặt trục quốc lộ 14 này, thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bà con nhé. Bà con đây là tuyến quốc lộ mà thông từ Kon Tum, thông các tỉnh Tây Nguyên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, đó, Bình Phước, Bình Dương, Sài Gòn, thông tuyến hết nhé. Quảng Nam, Đà Nẵng là Phú Yên, Bình Định là đi qua đường em hết nhé. Rồi các cái con máy này thì nói chung là bà con muốn mua hàng ấy thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Số điện thoại là em để ngay trong phần mô tả video á. Số điện thoại của bên em là 0967702477 nhá. Đó, bà con cứ gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo thì bên em sẽ tư vấn, đặc biệt là gửi hình ảnh video xuống qua cho bà con nhé. Rồi ok. Con số 1 Zangma MT30. Đây là một con máy Zangma, động cơ là động cơ máy xéo, máy nằm UHV, là một trong những động cơ đời cao của Zangma nhá. Con này thì em thấy là phần trong của nó ok lắm. Mặt miếc của nó đây, bô biếc xám xịt nguyên, chưa tỉ xét gì. Đây, công suất là 3 ngựa này. 3 ngựa nhá, 3.0 3 PS này. Garanti là 2.2. Còn max công suất là 3 ngựa nhá. Con này thì em thấy là máy móc sạch sẽ đẹp đẽ lắm. Đây nhìn thấy, các cái nước sơn của nó, tem mát của nó còn đầy đủ nguyên. Rồi, hiện tại đang đi bộ dàn phay. Dàn phay thì nó khi nó mòn quá thì em sẽ thay cho nhá. Cứ yên tí là sẽ đầy đủ chứ không phải như thế này đâu. Rồi, đây động cơ Zangma này, OHV nhá, GA190. GA90, sorry bà con. Có lọc bụi bằng nhớt này. Đây, lốc lác sáng sủa, sạch sẽ nguyên. Con này thì giá là đi 4.400.000 nhá. Con số 1 này. Đó, con số 1 này. Đó, con số 1 này là 4,4 triệu nhá. Là giá này là giá em bao ship tới tận nhà cho bà con nhé. Bao ship tới tận nhà cho bà con. Đó, con này thì nó sẽ có gài côn trên tay này, bóp nhẹ rất là nhẹ thôi. Đó, tay ga trên tay. Rồi, công tác ở đây. Con này xài bình xăng nhựa. Sẽ có đi hai số tiến nhá, một số nhanh và một số chậm. Đó, nhanh chậm đây nhá. Đó, máy nhỏ nhưng mà lại có số tiến, có số nhanh chậm thôi thì rất là hiệu quả luôn. Con này thì nói chung là các bác lớn tuổi hay là chị em phụ nữ là đều có thể sử dụng được hết, tại vì nó rất là nhẹ nhàng. Rất ok nguyên đúng chưa? Một tên 30 và 1 là như nhau hết. Xe xe lắm. Sáng sủa. Đó, đúng chưa? Máy móc đẹp lắm. Nói chung là con này thì thực sự em thấy là phần trong của nó còn cao. Có lọc bụi bằng nhớt này, khóa xăng này ok hết nhá. Tem mát của nó đầy đủ nguyên. Đúng chưa? Zangma UHV. Động cơ UHV máy xéo thì con này thì nó rất là tiết kiệm xăng, đặc biệt là nó nhẹ nhàng nữa. Làm rau màu, la ghim hoặc là làm vườn, sới vườn nhá, sới tơi đất thì thực sự là rất là ok luôn bà con. Rồi con số 1 là 4.400.000 là bao ship nhá, tới tận nhà cho bà con. Rồi con số 2, đây là con Mitsubishi, động cơ cũng động cơ máy xéo, máy nằm OHV, là một trong những cái động cơ đời cao nhất của Mitsubishi OHV đấy, máy xéo rồi. Ở đây Mitsubishi đây, con này thì phần trăm em thấy là nó cũng đẹp, nó cũng rất là ok luôn. Đây, con này động cơ là 2.7 nhá, 2 ngựa 7 này, 2 ngựa 7. Con này ấy, so với con Zangma thì có thể là con này ngựa nó thua, nhưng cái tua của con Mitsu này lúc nào nó cũng sẽ mạnh hơn. Đặc biệt là bà con nhìn thấy là cái kích thước của con Mitsu này nó sẽ nhỉnh hơn con Zangma một xíu, nên là nó sẽ cái độ đầm của nó lúc nào nó sẽ hơn Zangma một chút nhé. Đó, đấy là so sánh về kích thước trọng lượng thôi. Còn thì độ bền máy hay là độ ổn định của máy thì như nhau, đều tại vì nó đang sử dụng động cơ UHV mà. Đây, vô biết xám xịt nguyên chưa. Bình xăng này thì nó hơi chảy sơn thì bên em sẽ dọn sơn lại cho nhá, tại vì nó va chạm nhiều quá. Đây, Mitsubishi ốc các đẹp đẽ lắm, lốc lác đây.
rất là ok luôn được chưa? Đất đất đai còn dính dính bùn bùn bẩn bẩn đó, chưa định nghĩa gì nhau gì hết đó. Con này thì con số 2 báo giá luôn cho bà con luôn. Con số 2 này giá đi 4.500.000 nhé, 4.5 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con nhé. Rồi con này thì nói chung là cũng có lọc bụi bằng nhớt, nhưng mà lọc bụi của nó bị rớt hết rồi đó. Bộ chế đây chưa? Trắng tinh nguyên đó, rất là ok. Động cơ UHV này không chạy đâu được đó, máy móc đây. Rồi thì ở trên tay nó có côn, con này nó cũng sẽ có đi một số lùi và một số tiến nhé. Con này chỉ có một lùi một tiến thôi đó, một số lùi và một số tiến đó. Bóp bên này thì lùi, bóp bên này là tiến, rất là linh hoạt. Mitsubishi này thì động cơ đời cao, phụ tùng thay thế thông dụng, đặc biệt là độ ổn định của nó cao. Bà con xài liên tục thì cứ kiểm tra cái nhớt, đặc biệt là cái kiểm tra cái nhớt nhào nhá, chú ý cái nhớt nhào bảo dưỡng thì nó rất là bền. Thực sự con này thì rất là ok luôn đó. Rồi Mitsubishi con số 2 4.500.000 nhé, bao ship tới tận nhà cho bà con. Rồi tiếp theo đến con số 3. Con số 3 này thì là một con Giang Ma PRT40. Đây là một con sử dụng động cơ là động cơ 4 ngựa của Giang Ma. Hiện tại đang sử dụng động cơ là máy xéo máy nằm OHV, là một trong những cái động cơ đời cao nhất của Giang Ma đấy. Đây là một con máy nói chung là nói về kích thước ấy, thì nó chắc chắn là nó sẽ cao hơn và to hơn các hai con máy này. Nó sẽ dùng sới đất thịt được, đất cứng được, đất ướt được nhá. Sới cỏ, băm cỏ thì rất là ok, tại vì là con này thì liềm của nó sẽ rất là dài. Thứ nhất là dài, cao và rộng. Đó, đây con này cũng con này giò cũng đẹp hết này. Đẹp hết. Máy móc đây. Đây máy móc đi nhá. Nó sẽ xem đi. Động cơ Giang Ma GA120 nhá, 120 là 4 ngựa UHV Giang Ma nhá. Đi xéo máy nằm đây, chế chiếc đây. Nói chung thì con này thì nó sẽ có đi quên mất. Con này đặc biệt ở điểm là nó có côn chuyển hướng vào con nhé. Đây, con này nó có côn chuyển hướng. Giang Ma PRT40, con này động cơ 4 ngựa UHV máy xéo máy nằm này. Số đây đã, số của nó có 1, 2, 3 số tiến nhá đây. 1, 2, 3 số tiến nhá. 1, 2, 3 số tiến và 1 số lùi. 3 tiến 1 lùi. Đó. Và kết hợp với lại côn chuyển hướng này. Thường thường là mấy con cào cào này ấy, là bà con đánh lái đúng không? Mình phải cầm cái tay lái mình quạt nó, mình phải kéo cao cậu lại đúng không? Nhưng mà với con Giang Ma này ấy, thì mình không cần phải làm những tư thế như thế, mình chỉ cần bóp nhẹ cái côn. Bóp nhẹ côn là nó sẽ tự đánh lái cho mình, tự đánh lái qua, tự đánh lái lại nhá. Đó, bóp trái thì chuyển trái, bóp phải thì chuyển phải, ngài côn trên tay. Đó, có công tác thắt máy ở đây. Tay này thì nó hơi rỉ sơn, thì bên em sẽ làm dặm sơn lại cho kiên trí nhá. Có cần số inox này, nâng hạ chỉnh có thắt tay lái này. À đây là quay tay lái 360 độ. Còn nâng hạ chỉnh có thắt tay lái đây. Đó. Có gài côn khẩn cấp này, nhả côn khẩn cấp này, đây gài ngay côn khẩn cấp, nhả côn khẩn cấp đây nhá. Đầy đủ tính năng hết. Thích nhất là cái côn chuyển hướng. Cao cao mà có côn chuyển hướng thì thực sự là nó rất, nói chung là mình lái nó rất là nhẹ nhàng mà con ạ. Mình lái nhẹ nhàng lắm, tức là mình không phải dùng lực nhiều á. Và đặc biệt con này thì nó rất là đầm. Con này thì cũng có thể là gắn lưỡi cày trâu cày lật bà con nhá. Đây có thể gắn lưỡi cày trâu cày lật, cày trâu cày lật ở đây, hoặc là làm gắn bánh lồng bừa ruộng nước ruộng thụt, kéo thùng kéo rơ móc, hoặc là gắn lưỡi chia luống tách hàng nhá. Con này thì nói chung là nó, thứ nhất là trọng lượng nó đầm, thứ hai là nó có thể xới đất cứng, đất thịt, đất ướt, đất có cỏ hoặc là xới cỏ phay cỏ nhá, cực kỳ ok. Bà con mua phụ kiện gì thì em sẽ tính thêm. Đặc biệt là bà con nào mà có ruộng bậc thang ấy, ở ngoài Bắc ấy, vùng cao có ruộng bậc thang hoặc là bờ ruộng hộ gia đình ấy, thì mua những con máy như thế này thì thực sự là nó rất là nhẹ nhàng, đặc biệt là nó gọn gàng linh hoạt nhá, di chuyển lên xuống ruộng bậc thang thì rất là nhẹ. Rồi con số 3 đây, con số 3 này báo giá cho bà con luôn. Con này là đi giá là đi 6.800.000 nhá, 6.8 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con, là bộ dàn phay như thế này đây, cao như thế này đây. Còn bà con mua thêm phụ kiện diện tính thêm nhá. Đó, như thế này là bao ship tới tận nhà cho bà con 6.8 triệu. Rồi đây được chưa, cực kỳ ok. Thì đấy bà con cứ chốt thì cứ một là để lại số điện thoại, hai nữa là gọi trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại của bên em là 0967702477 nhá. Đó, cứ trực tiếp gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo thì mua hàng mua bán sẽ dễ hơn. Đây, Giang Ma. Chúc máy móc sẽ đẹp nhé em. Đó, rất là ok luôn đúng không ạ? Rồi. Ok, tiếp theo đến con số 4 này. Con số 4 là một con máy đi từ Kubota, đánh số luôn. Con số 4 này. Con số 4 này là một con Kubota. Con Kubota TMA31 nhé. Con này thì khung sườn của nó rất là cao to, đặc biệt là đầu máy cũng mạnh. Đầu máy là 3 ngựa 4. Đầu máy 3 ngựa 4 nhé. Hiện tại đằng trước có một cái bánh lái. Bánh lái rất là to. Rồi, bánh lái này nó cũng là thay cục tạ luôn á, thay cục tạ luôn. Con này thì nói chung là đây, Kubota con này phần trong cũng rất ok, đẹp đẽ sạch sẽ nhé. Liềm của nó rất cao và to. Thực sự là rất thích mấy dòng liềm của Kubota, nó to lắm, nó cứng.
Con này thì nó không có côn chuyển hướng, chỉ có tay ga trên tay, gài côn, móc côn trên tay thôi. Đó. Xe có đi hai số tiến và một số lùi nhé, 2 tiến 1 lùi. Công tắc tắt máy ở đây. Đó. Đấy, Kuta đây. Nói chung là kiếm chống kiếm chiếc của nó đầy đủ hết. Con này là xài cốt lục giác nên là bà con có thể gắn bánh lồng bừa nhé, gắn bánh lồng bừa rụng nước cũng thụt này. Hay là có thể là gắn lưới cày chia luống khách hàng, cày trâu cày lạt đều ok hết bà con nhá. Bừa rụng nước, ô rất là ok luôn. Con này thì bô sáng xịt nguyên này. Đó, bô sáng xịt nguyên, hơi móp móp tí thôi. Đó, đây máy móc sạch sẽ nguyên nhá. Đó, con này. À, con này thì giá là đi 6,2 triệu nhá. 6,2 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con. Con này đây, công suất là 3.4 này. 3.4 PS này, đúng chưa? Đó, 2.000 vòng trên phút. Ok. Thì nói chung là máy này thì nó rất là đầm, hộp số cứng, đặc biệt là máy thì bảo hành cho bà con 6 tháng, khung sườn hộp số bảo hành 1 năm nhá. Tất cả mọi máy đều như vậy hết. Rồi. Con này thì nói chung là cứng cáp, sườn xếp là ok, máy móc sạch sẽ nguyên nhá. Đó. Rồi, con số 4 là 6.200.000 là bao ship nhá. Tới tận nhà cho bà con. Rồi. Tiếp theo là đến con số 5. Con số 5 này thì đến thương hiệu là Răng Ma. Răng Ma thì đây là một con máy nói chung đời cao nhất của Răng Ma, Răng Ma New là mới nhất. Đó thì hiện tại này em không gắn, hiện tại thì em không gắn bộ xế cò cào đâu, em chỉ gắn lưỡi cày trâu thôi. Đó. Thì bà con cứ mua cày trâu hay là mua cái gì thì em tính thêm nhá. Còn hiện tại em chỉ báo là có một bộ xế cò cào, đặc biệt là một cây kiếm trống nhá. Còn cày trâu thì em chỉ gắn phụ họa vào thôi. Đây, con số 4. À, con số 5 chứ, con số 5, sorry bà con, con số 5. Đấy, con số 5. Con này thì cũng rất đặc biệt, động cơ là máy xéo, máy nằm UHV nhá. Động cơ GA120 là một trong những động cơ đời cao nhất của Răng Ma. Đây. 4 ngựa bà con này, được chưa? 4 PS này. 4 PS nhá. Đó, 4 PS. Máy móc rất sạch sẽ, động cơ Răng Ma GA120. Đó. Con này thì con số 5 này thì giá là đi quay số đó. Đây, số cũng có 1, 2, 3 số tiến và 1 số lùi nhá. 3 tiến 1 lùi. 3 số tiến 1 số lùi nhá. Đó. Rồi là có côn chuyển hướng này đây. Côn chuyển hướng bóp trái chuyển trái, bóp phải chuyển phải, gài côn trên tay nhá, nhả côn khẩn cấp. Đó, nhả côn, gài côn khẩn cấp đầy đủ hết. Rồi là có công tắc tắt máy này, tần số này, quay tay lái 360 độ này, nâng hạ chỉnh có tay lái này. Đó. Động cơ máy xéo máy nằm UHV, nói chung động cơ thì thực sự là Răng Ma thì nó rất là ổn định. Tiết kiệm nhiên liệu, phụ tùng của nó thay thế thông dụng lắm. Nói chung là rất là yên tâm về các cái dòng này. Đặc biệt là hộp xích hộp số của nó thì nó xài hộp lớn. Và mình có thể là nó xài cái hộp xích hộp số ấy, thì dàn xích của nó là rất là lớn nhá. Nên là độ bền của nó rất là cao. Mình có thể là kéo cày trâu cày lạt này. Hộp số lớn nên là nó có thể kéo cày trâu cày lạt nhá. Đó, và con móc đất hay là cày trâu cày lạt rất tuyệt vời luôn. Hoặc là có thể gắn mấy lồng bừa đụng nước này. Đó, những con máy này mua thì em sẽ tặng xe cua thêm cho bà con một cọp bánh đi đường nhá. Đây, em sẽ tặng thêm cho một cọp bánh đi đường. Đó, còn thì thường thường là máy này sẽ có một bộ xế cò cào. Con này giá là đi 7 triệu đồng và bao ship này. 7 triệu nhá. Là bao ship tới tận nhà cho bà con nhá. Rồi. Răng Ma đây. Nói chung là máy móc thì cực kỳ ok. Thực sự thì đôi khi là có những cái nước sơn nó chảy thì bên em sẽ dạo lại cho. Đấy, chảy sơn em sẽ dạo lại cho. Tay ga tinh kết đầy đủ hết. Đó. Răng Ma. Đây, giò riếc của nó còn rất là ok. Rất đẹp nguyên. Cặp bánh này thì nó hơi xấu thôi, em sẽ làm đẹp lại cho. Chưa rỉ nhớ gì nhá, thế. Rồi ok, con số 5 giá 7 triệu đồng bao ship nhá. Rồi đó bà con. Con này thì nói chung là bà con xới đất, cày đất hay là bừa ruộng hay là làm xế cò cào hay là kéo cày trâu thì nó rất là khỏe. Tại vì có 4 ngựa, hộp số nó lớn. Tay lái của nó rất là cứng cáp dài này, nó không có co nhỏ. Có côn chuyển hướng luôn. Linh hoạt trong cách sử dụng nhá. Rồi. Con số 5 7 triệu đồng bao ship tới tận nhà cho bà con luôn. Rồi. Con số 6 này. Con số 6. Số 6 nhá. Con số 6 này thì cũng là một con Răng Ma PRT40, động cơ là động cơ 4 ngựa của Răng Ma, cũng là động cơ máy xéo máy nằm nhá. Số con này thì nó sẽ có đi xem nào. 1 2 3 4 5 6 số tiến. 6 số tiến và 2 số lùi. 6 tiến 2 lùi thì kết hợp với lại tầng đảo dây Kuroa ở bên trong này bà con nhá. Đó là thành 6 tiến 2 lùi. Đây, số này. Tần số inox. Đấy, có côn chuyển hướng, con này cũng có côn chuyển hướng luôn. Bóp trái chuyển trái này, bóp phải chuyển phải này. Đó, rồi là gài côn trên tay. Gài côn trên tay. Yeah. Rồi công tắc tắt máy ở đây. Nâng hạ chỉ có thấp tay lái ở đây. Quay tay lái 360 độ ở đây. Nói chung bảng điều khiển của nó thì đầy đủ hết. Đây, con này thì em đang gắn phụ họa một cái lưỡi chia luống. Và bà con nào mà muốn chia luống diện tích vừa phải ấy, thì dùng những các con máy này. Thứ nhất là đầm, thứ hai là sới rất là sâu nhá. Thực sự là cái liềm này sới rất là sâu. Đặc biệt là mình chia luống, vun luống tách hàng. Các cái con gắn cái đuôi này thì tuyệt vời luôn. Đây, được chưa?
đấy, chia luống vun luống tách hàng thì tạo hàng đấy, cực kỳ ok. Đây răng ma này thì nói chung là máy móc thì ok hết, sạch sẽ. Đây, liềm sới của nó, mấy con này thì dài, cực kỳ dài, tại vì nó rất là đầm, đầm máy chứ không phải quá nhẹ. Xài mấy con máy này là nó không có bị lổ bổ, không có bị nhảy nhá, không bị nhảy nhiều, không mỏi tay, không bị rung. Rồi con số 6 này là cũng đây, mình xong mình xếp lên rất ok luôn đúng không? Có lọc và cụ nhớt cái này nó bị vỡ, em sẽ thay cái khác cho. Đó, động cơ dòng ma UHV GA120. Mấy con này thì thực sự tụi em còn rất là ok, bên em sẽ làm đẹp đẽ lại nữa cho, chứ không phải để chỉ để đơn thuần như thế này đâu nhá. Đó. Dòng ma PRT40 con số 6, giá là đi 6.800.000, 6,8 triệu nhá. Bao ship tới tận nhà cho bà con, kèm theo cho bà con một cặp bánh hơi đi đường nhá. Rồi. Còn cái phụ cái này thì em không có đâu bà con nhá, cái lưỡi chi luống không có đâu, em chỉ có cái lưỡi cái cây cây kiếm trống kia thôi. Đó. Rồi. 6.8 triệu bao ship tới tận nhà cho bà con. Một bộ sấy cầu cào kèm theo đuôi kiếm trống, tặng thêm cho bà con một cặp bánh hơi đi nhá. Rồi ok. Tiếp theo đến con máy Kubota. Con này là con số số 7. Con số 7 con này giá là đi 6.800.000. Rồi bác ship tới tận nhà cho bà con nhé. Kubota, con này động cơ là 4 ngựa 2. Động cơ là 4 ngựa 2 nhé, 4,2 ngựa. Cơ Kubota này, Kubota UHV là một trong những động cơ mà đời cao của Kubota. Nói chung là động cơ UHV cũng có côn chuyển hướng luôn, bóp trái thì chuyển trái, bóp phải chuyển phải nhé. Gài côn trên tay, rồi là gài ga trên tay đây. Đó, có lọc bụi bằng nhớt này, bằng bụi nhớt này đúng chưa. Đó, nói chung là hệ thống của nó còn ok đẹp đẽ. Thì bên em sẽ dặm lại sơn, đặc biệt là làm đẹp đẽ lại cho bà con. Bánh lái đuôi đây, 6.8 triệu là sẽ có một bộ sấy cầu cào này, một bộ bánh cặp bánh đơ hơi này này, và một cây kiếm trống nhá. Bao ship tới tận nhà cho bà con. Con này thì nó sẽ có đi hai số tiến một số lùi nhá, 2 tiến 1 lùi. Đó, có côn chuyển hướng, bóp trái chuyển trái, bóp phải chuyển phải, gài côn trên tay, nâng hạ chỉ có thấp tay lái đây, quay tay lái 360 độ ở đây. Nói chung là đa tính năng đấy. Thì bà con cứ xem video mà cảm thấy mà ưng con máy nào thì cứ báo em nhé. Đó, 6.8 triệu rồi ok. Cảm ơn bà con rất là nhiều nhé, cảm ơn bà con rất là nhiều vì đã quan tâm video. Bên em thì sẽ có những cái video hàng ngày lên liên tục cho bà con, để bà con có thể lựa chọn các dòng máy phù hợp nhé. Giới thiệu máy là một phần, còn rất nhiều máy nữa để bà con có thể biết tới. Trong đợt tới thì khả năng sẽ về một cái số lượng máy rất là lớn để bà con có thể xem và quan sát nhé. Đó, giá thì em có báo giá trực tiếp trên video đây. Bà con cứ xem ưng con nào thì báo giá chốt cho em thì báo nhé, đặc biệt là gọi trực tiếp luôn đi, chốt con số mấy đây thì cứ alo trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo nhé. Rồi ok. Cảm ơn bà con rất là nhiều nhé vì đã quan tâm video. Bà con nào mà dùng ít ấy, thì mình dùng các cái con này thì nhẹ nhàng, các bác lớn tuổi hay là chị em phụ nữ, nói chung là có sức lớn tuổi rồi ấy, thì dùng mấy con này thì rất nhẹ nhàng, chỉ cần bóp côn cái là đi thôi. Nhìn hơn một xíu thì Mitsu, đặc biệt là răng me. Đó, thì bà con cứ chốt thì cứ báo em nhé. Đó thì bên em sẽ tư vấn qua Zalo cho, đặc biệt là gửi hình ảnh video qua Zalo cho nhé. Rồi ok. Bên em thì nói chung hiện tại vẫn còn Honda, Mitsu hay Yamaha, Kubota vẫn còn nhiều. Đạp tạp luống đa chức năng hay là các dòng khác nhé, một giò một bánh hai bánh lỡ đều đầy đủ ok hết bà con nhé. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều nhé. Rồi số điện thoại thì em để ngay trong phần mô tả video. Bà con xem video trong thì nhớ cho em xin một like, đặc biệt là nhấn chuông thông báo kênh nhé, để nhận những cái video hàng ngày bên em có lên video liên tục cho bà con, để bà con tham khảo nhé. Cảm ơn bà con ạ. Rồi em chào bà con.